Ok, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Hà Nội khá là nắng. Và hôm nay mình sẽ có một cái vlog nhỏ nhỏ để cho các bạn thấy là ngày chủ nhật thì mình sẽ làm cái gì. Thật ra thì cũng đã lâu lắm rồi thì mình không có một ngày chủ nhật nào đấy nó rảnh rỗi như thế này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết tâm làm những cái việc mà trong suốt một tháng qua thì mình không có thời gian mình làm. Sẽ các bạn theo mình nhá. Việc đầu tiên trong ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ đi thay dầu cho chiếc xe máy của mình. Thì từ khi mua đến giờ chắc mình chạy được hơn 1.500 cây rồi, thì chắc là nên thay dầu cho nó. Còn dưới đây là hai chiếc đồng hồ của mình, thì chắc ngày hôm nay thì mình sẽ chọn chiếc G-Shock đi. Xe của mình hơi to nên mình phải gửi ở ngoài. Tại vì để trong nhà thì sẽ rất là khó cho những người ở trong nhà, người ta lấy xe ra lên vào. Bảo là sáng chủ nhật nhưng thật ra bây giờ là giữa trưa rồi. Nắng siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Giờ mình mới ra đường chứ không phải là buổi sáng đâu. Đây, đến chỗ mình gửi xe rồi các bạn ạ. Đó, bảo vệ đầu. Chào bác. Đi à? Vâng ạ. Đây, mình gửi xe trong hầm các bạn nhé. Đây, xe mình đây. Rồi, lên đường đã. Sắp hết xăng rồi. Mình không có cái gắn ở xe nên chắc là không coi cái đoạn đi trên đường này đâu. Nó cũng không an toàn lắm thì cầm tay như thế này. Đây, mình đang có mặt ở Quân Béo Mô Tô, một xưởng gọi là độ xe hay sửa xe các thứ nổi tiếng nhất Hà Nội. Các bạn thấy rất là nhiều phân khối lớn luôn. Đây, xe của mình thì nằm ở góc hôm nay đây. Còn một chiếc xe khác giống như xe mình ở bên cạnh. Đây là chiếc R15V3. Mình sẽ đến đây làm hai việc là thay dầu và lắp chống đổ. Đây là anh Hoàng Quân. Hello em. Go mày đấy. Không phải Go đâu anh, Cosmo Action mới ra. Mới à? Nhà em à. À anh ơi, hôm nay có về thêm mấy cái tay phanh tay côn của con. Có chứ. Em cho em xem vài cái. Đây em vào trong. Chia chi lấy mấy tay phanh tay côn cho bạn. Màu đỏ ấy nhá, màu đỏ. Đỏ là không có đâu, đây có bách đấy. Đấy. Con này 8,5 triệu. Quay ngon. Con có đường 15 nào nhỉ? Dạ. Đường 15 bên đường biển 36 ấy, ở bên cạnh. Á phục à? Ờ không, lên loại 6,5 triệu anh bảo em là loại nào ấy? Gemma. Xem. Chỗ Gemma đâu nhỉ? Đây bên này em ơi. Đâu? Đây đây. Cái ma hộp cơ, con này 550 á. Vâng, cái ma trong hộp cơ. Toa này cao cấp hơn này, nhưng mà ngon lắm. Ngon chết luôn. Speedy. Quay siêu ngon. Em xem cái ma hộp kia nè. Có giống nhau hả? Khác nhau một cái gì anh? Khác nhau hộp. Con này có chống gãy nhá. Có chống gãy luôn. Con này là kéo tăng chỉnh, kéo ra kéo vào. Em đi tour thì em sẽ kéo ra, còn đi phố em chỉ để ở đây thôi. Nó chạy bằng bi nhá. Khác cái bọn Trung Quốc nó hay bắn con ốc đây, nó chỉnh một con ốc. Cái này chạy bằng bi. Đấy. Bi này từ sau nó có bị ngon chứ. Đa phần là ít khi tháo ra lắm. Này, con xe của mình bắt đầu lên thớt. Đây, em lắp, lên đôi nào? Lắp chống đổ. Em lên đôi 8,5 triệu. Rồi. 8,5. Đây này, này bạn mới lên. Con này cứ phố lên đỏ rồi. Đây lên đỏ này chứ. Dạ. Con này nếu mà lắp chống đổ thì mình tháo hết khung ra. Ừ,
thì tạm để xe ở đấy để cho các anh kỹ thuật viên các anh xử lý. Mình giờ mình cũng phải đi ăn thực với vực đạo, giờ cũng khoảng 2 giờ ăn hơi muộn. Quán nào ăn được? Cái này cũng hơi khó để tìm quán ăn. Chắc là phải nghỉ thôi. Đây, còn đây là xe mình sau khi lắp được thêm chống đổ và mình thay thêm cái khung tay lái này, trông cho nó đẹp. Tại vì mình thích màu đỏ mà, nên bây giờ mình đang dán thêm đề can. Cái màu đỏ này mình không thích lắm, mình sẽ dán cái màu đỏ giống con xe bên này, màu đỏ đẹp hơn này. Đỏ này nhìn hơi nhà kê. Bây giờ chờ các bạn ấy đang in đề can để dán. Đây là ba miếng đang in, chỉ dán cái nắp bình xăng với hai cái cánh chim ở đằng sau. Đây là xe của mình sau khi các bạn kỹ thuật đã bắt đầu dán xong. Bây giờ là 6 rưỡi rồi, bắt đầu xe mình mới xong tất cả mọi thứ. Rồi, thanh toán rồi, và đây là xe của mình. Đóng họ mất 2.2 triệu các bạn ạ. Rồi lại đi ăn thôi. Xin chào các bạn, đây là bún bò Huế Ô Hoa rất là nổi tiếng. Các bạn sẽ ăn ở Đông Các này. Địa chỉ có hiệu không nhớ là ngay đối diện chỗ gửi xe của Vincom hoặc là Saigon. Rất là ngon nha. Sau một ngày đi bận rộn với chiếc xe và ăn được bát bún thì thôi, giờ đi về thôi. Hết nguyên buổi chiều rồi. Vài người chơi cả. A few moments later. Rồi là về căn phòng thân yêu. Ok, và đó là một ngày chủ nhật của mình, chỉ có chăm sóc xe và đi ăn xong đi về. Không có ai khác. Cuộc sống một người cô đơn nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và một phút dành cho quảng cáo thì mình quay clip này là Optimum Action. Hiện tại thì mình đi cả ngày về nó vẫn còn hơn 50% pin. Chắc là do mình quay ít, nhưng mà với nhu cầu bình thường với mình thì pin của con này khá là trâu. Hiện tại thì con này đang bán với giá là 8.990.000 tặng thẻ 32GB. Bạn nào cần mua thì có thể liên hệ mình. Hết. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo của mình. Nếu mình muốn là